để mọi lớp mình biết là xuyên suốt quá trình học chúng ta theo phương pháp nào và cái phương pháp đấy giúp mình cái gì, đúng không? Học tiếng Anh nó có nhanh không, đúng không ạ? Rồi, thế là hiểu hết tinh thần của mỗi người rồi. Bây giờ chúng ta sang phương pháp. Hảo đang có mặt ở đây không? Em có ạ. Ừ, bật cam lên, học lên, bật cam lên nó có cảm xúc. Học lớp cô biết rồi. Học lớp cô là 100% bật cam. Cái lớp chủ nhật 50 người, lớp đầu tiên 80 người xong cô chuyển bớt 30 người là sang cái lớp buổi tối. Còn lại khoảng 50 người. Không bạn nào không bật cam đâu. Thì lớp mình có 5 người rồi. Học cô là thế, kẻ miễn phí cũng phải thế. Chứ vào muộn là cô cũng cho vào. Nên học với cô nó thành quen rồi. Mà học với cô có phí hay không phí là đều phải như nhau. Ừ, có phí chăng nữa học không cẩn thận là cô cũng cho ra khỏi lớp. Cô nó hơi nghiêm khắc một chút nhưng mà vui tính, rất vui tính. Ừ, nhưng mà nhiều cái làm việc nó chuẩn chỉnh. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào phương pháp của mình nhé. Cô viết bằng tay nên là nó sẽ hơi xấu một tí. Bởi vì cô dính không thích dùng cái slide hay dùng cái kia. Để dùng tay cho nó, để các bạn nhìn vào từng nét viết thì tư duy nó sẽ tốt hơn. Rồi. À, cái phương pháp chúng ta theo học nó được gọi là phương pháp PL. Đây. PL. Hay nói cách khác tiếng Anh thì được gọi là practical learning. Đó. Practical, cho nó lại cứ kéo nhỉ. Learning. Gọi là phương pháp, gọi là thực hành, học đến đâu hành đến đấy, nó gọi là PL. Đây là phương pháp cô sáng tạo ra, dạy được khoảng gần 20 người thoát khỏi mất gốc tiếng Anh theo phương pháp này rồi. Phương pháp này là theo chúng ta từ mất gốc đến cơ bản lên chuyên sâu thì phương pháp là vẫn phương pháp này nhưng biến tướng một chút, điều chỉnh một chút để cho nó phù hợp, đúng không? Vẫn gọi là PL thôi. Đó. Thế phương pháp của mình gọi là học đến đâu hành đến đấy, được chưa ạ? Bởi vì tất cả các phương pháp ngoài kia chúng ta học, thực ra cô trải nghiệm hết rồi. Trải nghiệm hết rồi và chỉ có một phương pháp này là cái phương pháp mà chúng ta cảm thấy, cô cảm thấy nó tuyệt vời nhất. Mà không phải mình cô thành công được theo phương pháp này đâu. Mà gần 20 người rồi. Gần 20.000 người rồi. Thành công theo phương pháp này rồi. Thế nên là chúng ta cứ việc mà đi theo thôi. Chứ không phải ngồi nghĩ làm gì. Đúng không ạ? Theo là thành công. Làm đúng những gì cô hướng dẫn là thành công. Không cần sáng tạo nhiều. Được chưa ạ? Rồi, thế thì chúng ta học theo phương pháp này là học theo gì? Được không ạ? Chúng ta sẽ học theo phương pháp này là cứ mỗi một buổi học, chúng ta sẽ follow một chủ đề. Một chủ đề. Được chưa ạ? Vậy thì một chủ đề này thì ai cũng thông thường là dạy tiếng Anh cũng theo chủ đề. Nhưng vấn đề là chúng ta các bước đi đi như thế nào? Chúng ta hiểu như này. Đích của chúng ta đây, mục đích đúng không? Đích chúng ta học tiếng Anh để làm gì? Đương nhiên là để gì, nghe được cậu gì nói được, đây là đích cuối cùng đấy, đúng không ạ? Vậy để thực hiện được cái đích này chúng ta cần phải gì ạ? Có phương pháp nào để đến được đích, mà đến được đích một cách gì ạ? Nhanh nhất, tuyệt đối nhất, tốt nhất, được chưa ạ? Vậy thì mục đích của chúng ta, cái là để đạt được mục đích này thì các bạn sẽ follow phương pháp đó là PL, được chưa ạ? Thông thường là dễ nghe nói được mà thông thường vẫn có viết được, bởi vì chúng ta trong cuộc sống không thoát được viết, mà tí cô sẽ phân tích tại sao viết không thể bỏ được, kể cả bạn mục đích giao tiếp nhưng viết không bỏ được, được chưa? Rồi, vậy để nghe được và nói được thì chúng ta cần cái gì ạ? Nghe được và nói được thứ đầu tiên cần là gì chúng ta cần là gì ạ? Xin mời, cứ trả lời đi, sai rồi không sao. Dạ, em nghĩ là cần từ vựng và ngữ pháp ạ. Chuẩn. Bước 1 chúng ta cần, đương nhiên để nói được hay nghe được thì từ vựng không thể thiếu được. Cô viết tắt là vocabulary. Được chưa? Không thể thiếu nổi. Được chưa? Rồi bước thứ hai, như chị Vy có nói là gì ạ? Bước 2, đó là ngữ pháp, grammar. Cũng không thể thiếu được. Vì sao? Chúng ta hiểu học tiếng Anh như xây một ngôi nhà.
Để xây một ngôi nhà chúng ta cần cái gì? Để xây được một ngôi nhà chúng ta cần gì? Cần móng á, cần các Móng nguyên thì liệu. móng cái kia cắn thôi, móng cũng phần đúng rồi, cái quan trọng nhất phải có nguyên vật liệu đã thì mới xây được nhà. Móng cũng từ nguyên vật liệu mà ra mà, đúng không ạ? Vậy hai cái yếu tố cấu thành để một xây được lên một ngôi nhà thì yếu tố cần thiết nhất đầu tiên là gì? Là gì ạ? Gạch Gạch. Không có gạch làm sao xây được nhà? Các yếu tố khác mà không có gạch thì hỏng. Có gạch rồi mà đống gạch rồi thì cần cái gì để thành để tạo lên thành ngôi nhà? cát Đúng rồi, đúng cát hay nói hay là vôi vữa, cát xi măng các thứ trộn thành một cái thứ gọi là vôi vữa. Vôi vữa, đúng không ạ? Nhào rồi mà, nhào thành vữa ấy. Đúng không? Đó, hai thứ này. Rồi hai thứ hai nguyên vật liệu quan trọng nhất đấy. Hai nguyên vật liệu quan trọng nhất đấy. Được chưa ạ? Là đây, là yếu tố để xây một ngôi nhà. Thế nhưng chúng hiểu đấy nhỉ? Một đống gạch, có một đống vôi vữa rồi, hai đống để hai bên. Đã có thể xây được, đã có thể thành nhà được chưa? chưa chưa Chưa, nó vẫn chỉ là hai đống đổ nát thôi. Đúng không? Để hai đống bên hai bên nó chỉ là một đống đổ nát thôi. Vậy thì để làm thế nào để nó trở thành một ngôi nhà? phải kết hợp lại Chính xác ạ. À. Vôi vữa này phải gì ạ? À? Dính vào nhau. Chát chít vào nhau. Thì nó mới thành một cái thành để xây được một ngôi nhà. Đúng không ạ? Đó. Còn nếu đống vôi, đống vữa, mấy đống gạch không để hai bên thì chỉ là đống đổ nát, không bao giờ thành được cái gì. Mục tiêu cuối cùng là cái nhà. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là cái nhà. Đúng không ạ? Vậy để làm nó thành cái nhà có nguyên vật liệu rồi hai bên rồi thì phải hai nguyên vật liệu cần thiết nhất rồi thì phải cho nó dính vào nhau để thành cái tường lên mới thành ngôi nhà. Đúng không ạ? Rồi. Vậy quay trở lại đây. Mục đích của học tiếng Anh chúng ta là để nghe được và nói được, đúng không ạ? Nguyên vật liệu chúng ta cần là gì? Thứ nhất cần đầu tiên đó là từ vựng. Được chưa ạ? Nguyên vật liệu thứ hai chúng ta cần đó là ngữ pháp. Đúng không ạ? Thế nhưng một đống từ vựng và một đống ngữ pháp để hai bên đạt được mục đích của mình chưa? chưa Chắc chắn chưa? Đúng không ạ? Chị Linh hiểu chỗ này vì sao mà mình cứ nói tiếng Anh nhưng mình cứ thấy nó thiếu thiếu cái gì không? Mặc dù mà xưa kia chúng ta học theo kiểu là gì? Từ vựng và ngữ pháp học riêng. Sau đó cái đống từ vựng xây rất nhiều. Nó ở trong đầu này. Cái đống ngữ pháp cũng xây rất nhiều này. Nhưng nó ở trong đầu này. Nhưng chưa từng. Để đạt được mục đích nghe nói. Thì chưa từng cho hai thứ này dính vào nhau thành câu. Chưa từng cho hai thứ này dính với nhau để thành công. Hai thứ này là gì ạ? Dính với nhau để xây. Xây tường, đúng chưa? Thì nó mới dính với nhau được. Vậy là dính vào nhau xây là nó phải là có chất kết dính vào nhau nhé. Hiểu chưa? Đó, chứ không phải là gì ạ? Cứ đặt nó cạnh nhau rồi bảo đây, đây xây được rồi đây. Đây từ vựng, đây ngữ pháp, đây từ vựng, đây ngữ pháp đặt nhau là thành nhau. Không được. Và chúng ta gì ạ? Thông thường từ trước giờ chúng ta học tiếng Anh đều không có bước số 3. Không bước xây nó vào nhau. Được không ạ? Bước xây này là gì ạ? Thợ xây. Chỗ này là tức là gì ạ? Chúng ta muốn làm thì chúng ta phải quan sát thợ đã. Thợ người ta làm trước thần làm mẫu cho mình đã. Được chưa? Thợ làm mẫu. Thì ở đây là giáo viên sẽ là người thợ cho các bạn. Bước số 3 này giáo viên sẽ giúp. Được chưa? Xây trước cho mọi người. Xây câu đấy. Xây câu trước, xây mẫu cho mọi người. Được không ạ? Khi nhìn giáo viên xây xong rồi, các bạn ở đây nhìn thợ xây xây được rồi đúng không? Đây nhìn thợ xây xây rồi. Nhìn thấy xây làm được rồi. Đây bước 1 này, bước 2 làm này, đây chát chít này nhá. Xây quen rồi. Quen rồi bây giờ gì ạ? Bên đâu mình phải muốn làm được. Mình muốn làm được mà. Thì mình phải tự làm chứ. Chứ lại cứ để người ta nhìn người ta làm thì làm sao mình làm được. Hiểu không ạ? Đúng không? Mình muốn tự xây được ngôi nhà thì mình phải gì? Nhảy vào mà làm chứ không phải nhìn người ta làm. Được chưa? Vậy bước này là mình phải tự làm. Gọi là tự xây. Đúng không? Tự xây. Tự xây bắt đầu lúc này vỡ ra là chỗ này nó phải thế này. Nó phải thế này. Thế này. Làm dần bắt đầu thành thói quen. Bắt đầu mình xây thành thạo. Đúng không ạ? Đó. Thì bước này cũng thế. Nhìn thợ xây, nhìn giáo viên xây rồi. Hiểu được bản chất rồi. Thấy được rồi. Bây giờ bắt tay vào xây. Bước 4. Là bước tự xây. Tự xây đây là xây câu nhá. Cô viết hơi xấu tí, các bạn viết trong vở là đẹp đẹp không?
vẽ cái sơ đồ trong vợ nó đẹp đẹp tí được chưa, trong 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 vợ mình bút ghi chép đầy đủ nha, tí sẽ nói vì sao bút ghi chép đầy đủ nha. Tự làm bắt đầu nó vỡ ra rất nhiều thứ, bắt đầu làm nó hơi bỡ ngỡ, nó hơi bỡ ngỡ đúng không ạ, nhưng rồi nó sẽ quen, làm dần nó sẽ quen, quen rồi lại thấy thích lắm, quen rồi lại thấy nghiện, nhiều người nghiện học thời gian của cô một thời gian xong rồi thành nghiện, nghiện thì tốt quá. Cô trêu trêu mấy cái bạn lớp có giai đoạn 2, tức là các bạn học cái đợt Covid đợt 2 của cô bây giờ đang học ấy. Bạn ấy bây giờ bạn nói video tận 8-9 phút. 8-9 phút, đợt 10 phút rồi. Cô mới trêu cô bảo nói video hay thế này thì cô mấy mất dạy. Bạn ấy, bạn sinh năm 73 đấy. Xong bạn bảo là cô nói thế, em học đến khi nào mà cô chán cô không thèm dạy bọn em nữa thôi. Sinh năm 73 nhưng mà chịu khó lắm. Và bây giờ em nghiện rồi. Lần đầu bỏ làm video thì tròn mất đấy, nhưng bây giờ em nghiện rồi. Giờ chỉ thích video thôi. Video nghĩa là bạn nói tốt, bạn mới thích video chứ. Đúng không? Lớp đấy đều lắm. Lớp đấy rất là đều. Xong bước tự xây rồi. Đây mới là xây 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 trên giai đoạn viết nhá. Thấy chưa? Xây trên viết rồi thì phải xây trên nói. Phải xây thành điệu rồi phải xây trên nói. Đúng không? Vậy bước số 5. Bước 5. Xây dưới dạng nói. Có nghĩa là dưới dạng speaking. Thấy đến đấy chưa? Thấy được các bước cô dẫn đấy chưa? Cuối cùng đến nói rồi đấy. Nói được thì về thì là sao? Nói được rồi mà người ta nói mình không nghe được thì làm nào? Đúng không? Bước số 6. Chuyển sang listening. Đấy, thấy được đấy chưa? Không ạ? À? Rồi, thế hai cái này nó liên hệ với nhau chưa? Đấy, cứ nhớ là xây một ngôi nhà cần gì? Quan sát mình muốn làm được thì thứ nhất là quan sát thợ xây xây. Thứ hai là mình tự xây, đúng không ạ? Thử xây có bước 1 là mình tự xây còn đang bỡ ngỡ. Bước 2 là thành điệu hơn là xây nhanh hơn. Thì ở đây là bước 1 tự xây hơi bỡ ngỡ dưới dạng viết. Bước 2 xây dựng thành điệu hơn là dưới dạng nói. Và coi như là thành thạo. Được chưa? Nói được rồi thì phải chuyển sang bước nghe. Được chưa? Nghe cũng phải có từng bước một nhá. Bây giờ cô dẫn nhìn lại, nhìn vào phương pháp của mình. Để xem nào. À, cô thấy xóa nó chạy xóa phát được nó hết à? Ấn nó nút nhầm rồi nó xóa hết à? Thôi giờ không sao. Vẽ lại cho nhìn nó dễ. Topic. Bước 1. Vocabulary. Bước 2. Grammar, ngữ pháp. Bước 3. Xây câu. Bước 4. Tự xây. Xây để xây cho dạng viết nha. Dạng viết nha. Bước 5. Xây dạng speaking nha. Rồi dạng nói. Bước sau listening, đây các bước của mình đây rồi, nhìn đây, thế thì nhìn vào đây ở thế chưa thấy phát âm đâu nhỉ, đúng không, vậy phát âm nó nằm chỗ nào? Phát âm nó nằm đâu ạ? Em Để nghĩ học là được chỗ từ nào vựng, ạ? để học được từ vựng chúng ta cần đảm bảo được ba yếu tố. Thứ nhất, nghĩa chắc chắn phải có rồi, đúng không? Học từ vựng thì phải biết nghĩa, không biết nghĩa thì học nghĩa. Yếu tố thứ hai cần biết là gì ạ? Đọc chuẩn. Biết đọc được không? Đọc được làm sao nói được từ, chả đọc được làm sao nói được. Đọc chuẩn phát âm, chuẩn phát âm. Bước 3, phải biết rõ loại từ. Riêng bước từ vựng phải đảm bảo được ba yếu tố này. Cô đang hướng dẫn các bạn cách học từ vựng đấy. Từ yếu tố nhỏ trong này đấy. Được chưa? Vậy chúng ta hiểu này. Nghĩa trong tiếng Anh thì một từ nó có thể 3, 4, 5, 6, 7 nghĩa, 8 nghĩa được chuyện bình thường.
Nhưng ở mức độ mất gốc này, chúng ta chỉ cần học một đến hai nghĩa cơ bản thôi, đừng học nhiều, đừng tham. Bao giờ đến chuyên sâu của nó, chúng ta sẽ học nghĩa chuyên sâu của nó sau, được chưa? Chúng ta chỉ học một đến hai nghĩa cơ bản thôi. Thứ hai, đọc chuẩn phát âm nghĩa là gì? Đọc chuẩn phát âm ở đây có nghĩa là chúng ta phải liên quan cả phát âm. Có nghĩa là chúng ta phải có phát âm thì chúng ta mới đọc chuẩn phát âm được. Trước mắt chưa có phát âm thì đọc theo cách của cô đã. Rồi sau đó dần dần chúng ta sẽ cùng gì ạ? À? Cùng nhau học phát âm. Được chưa? Ok. Để cho phát âm chúng ta chuẩn. Bởi vì sao? Muốn nói được đến từ còn không đọc chuẩn phát âm được thì vào câu chắc chắn sai cả gì? Cả câu. Đây cô Trang chưa nói về cấu trúc nhé. Cô chỉ nói về cách đọc thôi. Cách nói thôi. Là gì ạ? Phát âm sai cả câu, người ta có nghe được mình không? Và mình phát âm sai thì mình có nghe được người khác nói không? Bởi vì giọng của mình khác, người ta mình có nghe được không? Đúng không ạ? Mình nói là how are you ấy thì mình nghe được ngay. Nhưng mà gì ạ? Mình nghe thấy họ nói là gì? Họ trời. Là mình khó nghe chứ sao nữa? Đúng không? Mình nói là it is a bed. Thế là mình nghe được ngay đúng không? Nhưng mình nghe thấy Tây nó nói là gì? Is it bad? Là mình khó nghe rồi. Hiểu không ạ? Mình nói là my father is a farmer thì mình nghe rất dễ đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ? Tây nó nói là gì? The father is a farmer. Là chịu chết rồi. Bởi vì mình nói một kiểu, mình nghe một kiểu thì nghe cái kiểu gì đấy? Hiểu không chỗ này? Đúng không? Nên từ vựng nhiệm vụ chúng ta đọc chuẩn phát âm. Đầu tiên là phát âm từ đã. Về chương trình phát âm thì cô sẽ nói riêng ở trong chương trình phát âm học cái gì và như nào, cụ thể như nào. Phát âm của các bạn cuối cùng, bởi vì mục tiêu cuối cùng là để nghe được và nói được. Nghe được nói được không chỉ ở cấp độ câu mà cấp độ đoạn và cấp độ bài. Thì phát âm của chúng ta cũng phải chuẩn được gì ạ? À? Cũng phải gì ạ? À? Chuẩn được cả cấp độ câu, cấp độ đoạn và cấp độ bài chứ không phải mỗi cấp độ từ. Được chưa? Thì đấy thì phát âm cô sẽ nói kỹ sau, nhưng mục tiêu trong phần từ vựng này. Bởi vì mấu chốt các bạn nói được thì bạn phải dùng từ vựng mà. Thì từ vựng phải chuẩn phát âm. Chứ từ vựng đọc phát âm gì ạ? À? Teacher, I am a teacher. Thì hỏng. Được chưa? Chuẩn phát âm nó đọc là gì? I am a teacher. Đó, nó đọc thế ạ. À? Được chưa? Thế thì mình thấy rằng là gì ạ? À? Cái bước đọc này nó liên quan phát âm. Đây, phát âm nó ngồi chỗ này. Đó, đấy là lý do sao phải phát âm. Thì phát âm nó chỉ có chui mỗi xíu thôi. Nhìn nó chui mỗi xíu chỗ này thôi, nhưng mà gì ạ? À? Nó chi phối cả quá trình nghe nói. Bởi vì là gì ạ? À? Mình đặt câu, mình xây câu, mình speak được nó ra rồi. Nhưng mình speak nó lại sai phát âm. Thế là người ta nghe mãi không nghe được, đúng không? Mặc dù cấu trúc mình chuẩn, từ vựng mình nhiều, ngữ pháp mình nhiều, mình xây câu mình nói được rồi, nhưng mà nói gì ạ? À? Chập choạng hết cả lên thì người ta nghe sao nổi. Xong nói chập choạng như thế, mình nói một kiểu, mình nghe một kiểu thì mình nghe làm sao nổi. Hiểu không ạ? Nên là trông thế này nó ở một góc thì thôi. Nhưng này nó quyết định cái mục đích cuối cùng của mình đấy, đúng không? Đây mục đích cuối cùng mình là nghe được và nói được mà. Thế cái thằng phát âm này nó ảnh hưởng luôn quá trình nghe nói. Hiểu không? Hiểu hiểu lý do vì sao phải học phát âm chưa? Đấy. Mục đích cuối cùng các bạn học từng bước 1 đến bước 6 này để các bạn phục vụ cho quá trình nghe được và nói được này mà. Nhưng nghe được nói được nó lại gì ạ? Lại gì ạ? Phát âm nó ảnh hưởng quá lớn, đúng không? Nên đấy là lý do phải học phát âm. Tiếp theo loại từ, vì sao cần loại từ? Loại từ vô cùng quan trọng luôn trong quá trình học level 1 này. Nếu không có loại từ thì miễn bước xây câu. Miễn bước xây câu. Được chưa? Mà không có biết xây câu này thì xin mời chúng ta hiểu nè. Giao tiếp chúng ta chỉ có hai cách duy nhất để giao tiếp. Một, học thuộc câu để giao tiếp. Được chưa? Hiểu chỗ này chưa? Một, học thuộc câu để giao tiếp. Dạng học vẹt. Đó là dạng học vẹt. Được chưa? Theo cách cũ. Hai, là giao tiếp câu theo ý muốn của mình. Có nghĩa là muốn giao tiếp theo theo ý muốn mình thích mà nói cái gì là mình phải nói được. Mình chọn phương pháp nào? Hỏi đã, chọn phương pháp nào nào? Lớp mình chọn phương pháp nào? Dạ, phương pháp số 2 ạ. Mình phải nói được theo cái ý của mình ạ. Số 1 hay số 2? Để con biết dạy. Nó trả lời, từng người một. Rồi xin mời chị Hảo. Dạ, em thích phương pháp số 2 ạ. Rồi, rồi xin mời chị Linh. Em hai ạ. Rồi, xin mời anh Kiên. Số 2 cô ạ. Rồi. Chọn số 2 thì ngồi ở đây được. Còn chọn số 1 thì phải đi học bồi. Phải học cô dạy theo kiểu bồi nhanh. Hiểu không ạ? Nhưng mà nhanh nó chỉ được những cấu trúc cơ bản thôi. Thế còn sau nữa bồi nữa không bồi nổi. Những cái cấu trúc phức tạp đố bồi nổi đấy. Hiểu không ạ? Nó chỉ nhanh ban đầu thôi. Sau đó thì dạ, những cấu trúc sau chịu chết không thể học nổi thuộc. Được chưa? Vậy thì chỉ có cách thứ hai đó là gì ạ? Học giao tiếp theo ý muốn của mình.
Vậy nếu đã học theo giáo thuyết theo muốn của mình, buộc chúng ta phải hiểu được cấu trúc câu, không còn một cách nào khác. Nếu không hiểu được cấu trúc câu thì chỉ có học gì ạ, thuộc giáo thuyết, đúng chưa? Đúng không ạ? Nó chỉ có hai cách đấy thôi mà. Thế thì bây giờ chúng ta, cái cách cô đang hướng dẫn lớp mình là hướng dẫn theo kiểu là gì ạ? Phải nói được theo ý muốn của mình. Mình muốn nói gì mình nói thoải mái theo ý muốn của mình. Mà nếu làm được điều đấy, nếu để làm được đấy, chắc chắn phải xây công. Tức là chúng ta phải hiểu được cấu trúc câu. Không hiểu cấu trúc câu không thể xây được. Phải hiểu được cấu trúc câu bạn mới đảo lung tung các kiểu, bạn nói theo ý muốn của mình được chứ. Được chưa ạ? Mà gì ạ? Cái bước xây câu này, yếu tố quyết định cái phần xây câu này thì loại từ không thể thiếu. Nếu bạn không biết loại từ thì bạn không biết được nó ngồi đâu trong câu. Được chưa ạ? Mà loại từ này các bạn hiểu là một câu trong tiếng Anh ấy luôn luôn cấu tạo bởi gì ạ? Một trong bốn loại từ. Không phải một trong bốn loại từ, có câu có ba loại từ luôn cùng một lúc. Thường là ba loại từ, hai loại từ đến ba loại từ một lúc, không bao giờ có một loại từ trong câu. Được chưa ạ? Thì thông thường là gì? Có nhưng ít lắm. Được chưa? Thường là ít nhất phải hai loại từ trở lên. Thì nó có bốn câu được cấu tạo bởi bốn loại từ cơ bản. Đó là tính, danh, động và trạng. Đây là bốn loại từ cơ bản của câu, lúc nào cũng xuất hiện và nó quyết định ý nghĩa của câu. Thế còn ngoài ra, tính, danh, động, trạng ra, chúng ta còn có cái loại từ gọi là những từ lung tung, giới từ, liên từ, trợ động từ, rồi các loại khác. Đấy được gọi là những thằng lung tung. Nhưng cấu tạo câu bốn loại từ phải chắc chắn, bốn loại từ cơ bản này phải nắm được. Chúng ta phải biết nó là tính từ hay nó là danh từ hay nó là động từ hay nó là trạng từ. Bốn loại từ không thể nào không phân biệt được, phải biết rõ nhé, biết rõ nó. Sau khi biết rồi thì biết là à, mày tính từ thì mày chỉ được ngồi chỗ này thôi, được chưa ạ? Còn này, à, thằng này loại từ thì danh từ thì mày chỉ được ngồi chỗ này thôi, động từ thì chỉ được ngồi chỗ này thôi, trạng từ thì ngồi chỗ này, hiểu không ạ? Tức là chúng ta nhận diện được rất rõ loại từ rồi thì thả đúng vị trí trong câu. Vậy như thế là giao tiếp đã có cấu trúc chưa? Chứ còn nếu chúng ta không biết ấy, chúng ta thả lung tung hết cả thì nó phải là câu đâu, đâu đấy không phải câu, là từ đứng cạnh từ chả liên quan đến nhau, hiểu không ạ? Thế chả liên quan gì đến nhau cả. Vậy để nó liên quan đến nhau thì nó phải cái gì ạ? Đặt đúng vị trí của nó, hiểu không ạ? Thì nó mới thành câu được. Đó, vậy thì yếu tố loại từ trong phần học giao tiếp, à, trong phần học từ vựng này không thể thiếu được. Nên là ba yếu tố nghĩa và đọc chuẩn phát âm và gì ạ? Loại từ không thể thiếu. Mình vừa học rồi, đọc chuẩn phát âm liên quan đến gì ạ? Quá trình nghe nói. Nếu mình biết loại từ, mình đặt được câu, mình xây được câu, mình nói được rồi, nhưng không có phát âm cũng không được, cuối cùng vẫn chưa đạt được đến mục đích nghe nói trọn vẹn, đúng chưa? Nghe nói chập choạng. Nhưng nếu như mình đọc chuẩn phát âm rồi nhưng mình lại không biết xây câu như nào, mình chỉ có giao tiếp bồi thôi, thì chỉ học được như chỉ giao tiếp được những thằng bồi thôi, hiểu không ạ? À? Đọc chuẩn phát âm rồi thì phải biết loại từ để mà xây câu cho chuẩn theo ý muốn của mình, nên là những yếu tố này không tách rời được các bạn ạ. À, hiểu không? Hiểu hiểu ba yếu tố này chưa? Không tách rời đổi đâu. Đấy là lý do vì sao các bạn phải học loại từ. Nếu mà không hiểu phương pháp cách thức của cô bảo ô, cô suốt ngày cái loại từ là cái gì, mình học từ vựng thì chỉ biết nghĩa đọc được thì được, từ trước giờ em học chỉ thế, loại từ là cái gì, hiểu không ạ? Phức tạp ra, hiểu chưa? Nên đấy là lý do vì sao loại từ vô cùng quan trọng khi học dạy từ vựng, luôn luôn cô nói các bạn loại từ, bởi vì đó là nền tảng bạn xây câu. Không có cái này thì xin mời đi giao tiếp từ bổi, không một cách nào khác đâu, không một cách nào khác, chắc chắn với các bạn một điều như thế, chỉ có đi học bồi mà thuộc giao tiếp, trừ trẻ con nhé. Trừ trẻ con không nói gì nhé, trẻ con từ 0 6 tuổi nó học theo phương pháp ngôn ngữ mẹ đẻ rồi, nó học nghe nói học viết thì không nói gì rồi nhé. Nên chúng ta đang lớn mà. Chúng ta không phải trẻ con, cô đang hướng dẫn phương pháp cho người lớn, không phải phương pháp cho trẻ con, được chưa? Ok, đó, thế là không có một cách thức phương pháp nào khác ngoài chúng ta phải biết được loại từ, được chưa? Đó, nên là học từ vựng phải đảm bảo yếu tố này. Cô sẽ dạy, khi cô dạy từ vựng ba yếu tố này là gì ạ? À? Chuẩn chỉnh phải có, được chưa? Ngữ pháp học thế nào, ngữ pháp học thế nào để được? Mày học ngữ pháp như kiểu ngày xưa chúng ta học trên trường, chia động từ cho ngoặc, rồi chọn đáp án đúng, chọn đáp án đúng. Ở, gì ạ? À? Viết thành câu hoàn chỉnh kiểu bài tập thế này là ngữ pháp ngày xưa chúng ta vẫn đang học. Hiện tại là trên trường đang làm gì? Không phải ngày xưa đâu, bây giờ là các bạn đang học kiểu gì? Thế cái này để làm gì? Cái này thi cho quà, đúng không? Chúng ta phải thi không?
Chúng ta học phải để thi cho qua. Không Điểm ạ. nó tốt không? Không. Nên học ngữ pháp sành sỏi để làm cái gì? Cần thế. Ngữ pháp đây không phải học thi. Ngữ pháp học để mục tiêu cho quá trình nói, nghe nói. Đúng chưa? Thì ngữ pháp học mục tiêu quá trình nghe nói thì phải học để mà hành. Học là phải hành. Vào câu được ngon lành theo ý muốn mình. Chứ phải học theo kiểu để chia động từ trong ngoặc nên mấy cái bài tập này vứt hết. Không bao giờ cô có bài tập này đâu nhé. Được chưa? Học mục tiêu học ngữ pháp là học gì ạ? Để chúng ta hành được vào câu. Hành nên luôn chứ không phải là học xong thì để cho nó có thì chả hiểu bản chất gì cả. Hiểu không ạ? Cứ làm bài tập cho xong. Mấy cái này là nó dựa vào câu là có sẵn rồi nhưng đây chúng ta không phải thế. Chúng ta học theo kiểu là gì ạ? Bản thân chúng ta tự làm câu, tự xây câu, chẳng dựa thằng nào hết. Bởi vì khi giao tiếp bạn dựa thằng nào không? Khi giao tiếp các bạn có dở được quyển sách các bạn xem không? Mà lại câu đã có sẵn đây rồi giờ chỉ lắp lắp để mà giao tiếp không? Có thế không? Không. Khi giao tiếp các bạn có dở quyển giáo trình ra đây để nói theo câu trúc này không? Không. Tự mà nói. Đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta học theo kiểu là gì ạ? Ngày xưa theo kiểu là gì ạ? Cứ nhìn được cái cấu trúc sẵn có rồi điền 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 thành câu thế là làm được. Xong khi giao tiếp thì gì ạ? À, khi mà các bạn cứ học cái giáo trình ấy, đọc dịch được cuốn giáo trình rồi. Cứ dịch được cuốn giáo trình thôi, nhưng bảo dịch ra từ tiếng Anh sang tiếng Việt rồi nhưng bảo nói từ tiếng Việt sang tiếng Anh đi, chịu chết không làm được. Không làm được có nghĩa là không nói được. Ra ngoài là chỉ có dựa vào cuốn giáo trình đấy thì nói được thôi. Còn không có không nói được. Vậy mục tiêu chúng ta có phải dựa cuốn giáo trình không? Không. Mục tiêu chúng ta là gì? Ta phải nói được theo ý muốn mình tự nói, chả dựa phụ thuộc thằng nào hết. Hiểu không ạ? Thế thì vứt bỏ hết cái phần ngữ pháp này đi. Mà học theo kiểu là gì? Học xong để gì? Để hành. Ngữ pháp cô sẽ dạy các bạn dưới dạng hành luôn chứ cô dạy ngữ pháp suông đâu. Được chưa? Đấy là hai phương pháp để chúng ta học từ vựng và học ngữ pháp. Ừ. Thế thì vấn đề cô các bạn bảo là vậy mấu chốt là để em nghe được và nói được theo ý muốn của mình. Thế nhưng mà em lại mắc phải vấn đề là em toàn quên từ vựng, em chả nhớ gì cả. Em có cái phương pháp cách thức gì để em nhớ từ vựng không? Bây giờ ngữ pháp em học xong một thời gian em học đầy rồi nhưng mà em toàn quên. Chỉ thời em mắc em quên hết. Học một thời gian nó thi xong phát em lại lưu full ngay. Hiểu không ạ? Thế làm nào để em nhớ được hai mấu chốt để nền tảng nhất để có từ vựng và ngữ pháp để em biết để em giao tiếp được câu rồi. Thế bây giờ làm nào để em nhớ được đây? Có đặt ra câu hỏi không? Để có câu trả lời. Đã có ạ. Có chứ đúng không? Bởi vì là Hay quên ngữ cái pháp. nguyên vật liệu của chúng ta mà nguyên vật liệu phải có chứ. Giờ xây rồi làm rồi nhưng nguyên vật liệu thiếu. Xây vào dây vào mắt. Đúng không? Nên là nguyên vật liệu nó phải đầy đủ. Hiểu không ạ? À? Thực ra sau khi chúng ta làm qua bước cái bước xây thì quen rồi ấy, bước xây quen rồi ấy, thì cái thứ mà chúng ta sau này thiếu chỉ có mức nguyên vật liệu thôi. Bởi vì xây quen rồi mà. Chỉ có cần cần nguyên vật liệu thôi mà. Là cần nguyên vật liệu là từ vựng và ngữ pháp thôi mà. Ngữ pháp thì một thời gian thì ngữ pháp chỉ cần cơ bản thôi. Lên nâng ra cao thì không cần thiết lắm đâu. Sau nâng cao thì nó rất ít, tức là cái nguyên vật liệu ngữ pháp nó không cần nhiều. Nhưng mà cứ nguyên vật liệu từ vựng là gì ạ? À? Lên đến chuyên sâu luôn. Lên đến mãi mãi khi học tiếng Anh luôn. Nên cái nguyên vật liệu từ vựng là cái nguyên vật liệu gì ạ? À? Quan trọng nhất, được không? Đó, thế mà bây giờ thiếu nguyên vật liệu thì nói cái gì? Đúng không? Nói sao nổi? Thế vậy thì làm nào để nhớ cái nguyên vật liệu này? Vậy là nhớ nó chui vào đầu chứ. Đúng không? Không để nó thiếu. Vậy cách nào đây? Nhìn vào đây. Phương pháp cô toàn diện hết rồi. Thế có phải nó dừng ở đây đâu ạ? Từ vựng, bước xây câu này, các bạn sẽ sử dụng từ vựng của bước 1 và sử dụng từ vựng của bước 2. Không được sử dụng từ vựng ở ngoài nhé. Sử dụng từ vựng của bước 1 và sử dụng ngữ pháp của bước 2. Nhầm. Từ vựng của bước 1 và bước 2, ngữ pháp của bước 2 để mà xây câu. Đấy là bước của giáo viên nhé. Bước các bạn tự xây cũng vẫn sử dụng từ vựng của bước 1 và ngữ pháp của bước 2 để mà xây. Chứ không dạy là không lấy cái thứ bên ngoài đâu. Nguyên vật liệu mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì phải lấy đúng nguyên vật liệu mà làm. Không lấy hàng xóm đâu. Được chưa ạ? À? Rồi, bước thứ 5 khi speaking cũng vẫn gì ạ? À? Nguồn vật liệu đây là gì ạ? À? Bước 1 và bước 2 để dùng để mà nói. À, chứ không lấy nguyên vật liệu khác. Hàng xóm nó cho một đống cũng không lấy nhá. Hàng xóm nó bảo đây là đây dùng đi nhiều lắm, dùng đi. Không, không lấy. Lấy của mày người ta về tao xây lên thành nhà nó lại lõm chõm, nó không chuẩn, đúng không ạ? Để thỉnh thoảng xây viên này to hơn rồi ra ngoài, không được. Nhiều thật đấy, nhưng mà không không lấy.
Chứ chỉ lấy mũi của tao chuẩn bị thôi. Nó chuẩn chỉnh thôi, theo đúng thiết kế thôi. Được chưa? Rồi bến bước nghe cũng vậy, cũng vẫn phải sử dụng gì ạ? Nguyên vật liệu của bước 1 và ngữ pháp của bước gì? 2. Tại sao thế này? Vì sao theo phương pháp này? Chưa? Bây giờ cô phải... Rồi, đây, chắc viết ra đây. Viết cái chỗ này. Chỗ trống trống này nhá. Chưa mua được cái bút. Tay xấu ngại đi. Ngại thì... Đồ đào lên mạng tìm được cái bút. Mất bút, cô bị mất bút. Viết tay nó xấu. Rồi, nhưng mà... Thôi, nhìn được. Là chúng ta chẳng không cần viết chữ đẹp đâu nhỉ. Cần xem vở sạch chữ đẹp gì đúng không? Nó hiểu được. Rồi, thì vấn đề là gì? Cấu tạo não bộ ra này. Cấu tạo não bộ ra này. Thông thường ấy, một thông tin bắt đầu vào não, bắt đầu vào não bộ của ta, não bộ của ta sẽ phản ứng theo theo gì ạ? Theo cách thức như sau. Thứ nhất, thông tin mới hoàn toàn, next cho ra khỏi não, bởi vì nó mới, nó lạ. Thông thường cái gì nó lạ là chúng ta gạt ra khỏi não, đóng não, để cho khỏi đóng não. Thứ hai nữa, lần một rồi thì gạt, lần hai cũng thấy lạ, thông tin lạ, gạt, đóng não. Lần ba lại thấy tiếp xúc lần nữa, thấy nó hơi quen quen, hơi quen quen, mà quen rồi thông thường là sẽ mở não. Bạn cứ gặp người lạ và người quen chứ, thông thường là như thế. Thấy nó quen quen là bắt đầu là thôi được rồi, tìm hiểu cái xem nào, xem nó thế nào, xem nó bản chất nó là cái gì, thì bắt đầu mở não ra cho nó vào, được chưa? Để nó đi vào sâu nhé. Lần 4 tiếp xúc, thông tin này quen rồi, mở não cho thêm vào. Thôi lần thứ 5 tiếp xúc, ôi quen quá rồi, mở luôn, không cần phải để, không phải phòng thủ nữa, không phải đóng nữa, quen quá rồi, thân thiết rồi, gặp nhau có thể bắt tay ôm nhau được, được chưa? Bởi vì thân thiết quá rồi. Não bộ ta thường theo đúng cấu tạo. Lần tư lần năm là thân thiết rồi, thả nó vào trong, cho nó vào sâu vào trong, được chưa? Để chứng minh điều này các bạn thấy không ạ? Các bạn đã từng có thể là, nếu như bạn nào làm kinh doanh biết rồi, hình thức làm PR đúng theo cấu tạo não bộ như thế. Các bạn làm marketing trên mạng, các bạn thấy Facebook không? Nó quảng cáo ấy. Nó cái bọn quảng cáo Facebook nó lấy tiền đi. Nó theo nguyên tắc y nguyên như nguyên tắc của não bộ, nó cứ chạy nó bám sát của mình luôn. Lần một nhìn thấy gì? Ui, quảng cáo. Lần hai nhìn thấy gì? Ui, quảng cáo. Lần ba nhìn thấy bảo quái lạ, cái gì quảng cáo lắm thế? Để xem cái nào. Cái gì mà mày quảng cáo lắm thế? Vào xem cái nó chui não. Hiểu không ạ? Xem cái nó chui não. Lần 4 đã thấy quảng cáo tiếp. Mấy cái gì? Xem cái, ui thế hay thế nhỉ? Khuyến mại hay cái gì gì đấy. Rồi vậy. Nó để ý sâu hơn thì nó vào sâu hơn. Lần 5 lại thấy quảng cáo lại nhìn thấy. Nó thấy quen quá rồi cho nó vào nào. Các bạn thấy không ạ? Có những quảng cáo ngay từ đầu bạn cảm giác rất thấy không thích. Nhưng sau đó tự nhiên thấy nó quen quá, quen quá, quen quá. Thế là gì ạ? À? Đưa nó vào nào. Đúng chưa ạ? Nên là những nhà quảng quảng cáo marketing nó theo đúng cấu trúc của não bộ như thế luôn. Bởi vì nó quá hiểu cấu tạo não bộ của mình rồi, chung nhau nhiều một thứ như vậy, được chưa? Vậy cấu tạo não bộ của ta là như thế, vậy vận dụng đúng quy tắc não bộ của mình. Xưa kia cô phá sáng tạo ra phương pháp này ấy, thực ra chưa biết quy tắc não bộ là cái quái gì đâu, trừ khi cô đi học lớp phát triển bản thân, xong học mấy lớp phương pháp về nuôi dạy Montessori của trẻ con ấy, mới biết cấu tạo não bộ là nó bao gồm những phần gì, phần tiềm thức, phần ý thức, rồi làm thế nào cho thông tin được phần tiềm thức. Bởi vì phần tiềm thức nó thành công đến gì ạ? 90 đến 95%. Thế phải làm thế nào để đưa thông tin nó vào phần tiềm thức, chứ không phải đưa vào phần ý thức này, từ mai kia nó nhảy ra ngoài luôn. Hiểu không ạ? Đấy, đã hiểu như thế. Thì khi cô hiểu cấu tạo não bộ, cô biết là wow, phương pháp của mình tuyệt vời thế nhỉ. Ôi, sáng tạo ra gọi là bâng quơ quá ra lại có gì ạ? Có quy trình khoa học chứng minh hẳn hoi. Đúng không? Não bộ ta là khoa học chứng minh hẳn hoi đấy. Ra quy trình não bộ. Tuyệt vời. Các bạn nhìn quay trở lại phương pháp của cô này. Bước số 1, bước số 2, từ vựng ngữ pháp. Nhưng bắt đầu được bước số 3 này. Động từ vựng ngữ pháp một lần một. Lần một. Nhìn thấy chưa? Bước số 4 này. Động từ vựng và ngữ pháp lần 2. Nhìn thấy chưa? Bước số 5. Động từ vựng ngữ pháp lần 3. Thấy chưa? Lần 3 vào chưa? Vào rồi. Vào não rồi. Tọt vào não rồi. Tọt vào não cả từ vựng và ngữ pháp rồi. Mà không phải tọt vào não từ vựng ngữ pháp không đâu nhá. Mà tọt vào não đây là tọt vào cả cái phần gì? Câu rồi đấy à, giao tiếp rồi đấy à. Bước số 3 này là tọt vào phần câu rồi. Xong bước thứ tư này, lần 4. Được chưa? Nhưng bạn yên tâm không dừng ở bước lần 4, nó cô cho bạn đến tận lần 5, lần 6 luôn ấy.
Bởi vì phần speaking của cô là thường là cô cho đến bước mấy đợt cơ, liên tục cơ, là nhái đi nhái lại nên là nó không dừng ở lần 4, lần ở đâu, và thường thường nó phải lần 5, lần 6. Mà các bạn thấy rằng lần 5, lần 6 nó chui tọt vào não chưa? Chui vào não phần từ vựng và ngữ pháp, không phải chui vào không đâu, chỉ có hai cái đống hai bên như là ngày xưa chúng ta học đâu. Ngày xưa chúng ta học là chui vào hai não ta, hai bên, hai một thằng từ vựng, một thằng ngữ pháp, ngồi hai bên não chả liên quan nhau hết. Nhưng chui vào não đây là chui vào não dưới dạng gì? Dạng câu này này, dạng giao tiếp này này, chứ không phải dạng gì ạ? À? Từ vựng ngữ pháp không đâu. Hiểu không ạ? À? Vậy này đã nói được chưa? Giao tiếp được chưa? Nhớ được chưa? Nên theo phương pháp này của cô học toàn diện vô cùng luôn. Không cần học từ vựng, không cần học ngữ pháp, làm theo đúng 6 bước của cô từ vựng ngữ pháp tự nhớ. Nên là 10 năm nay cô dạy tiếng Anh, chưa có một bài tập nào về nhà yêu cầu sinh là học từ vựng đi, học ngữ pháp đi, không có. Chỉ có một bài tập về nhà duy nhất đây là bước số 4 cô giao cho các bạn, và bước số 5 cô giao cho các bạn, và bước số 6 cô giao cho các bạn. Đây bài tập này. Nhưng các bạn lưu ý này, bước số 6 này phải qua hết cái bước xây câu và switch thì rồi cô mới dạy bước 6. Nên bước 6, bước 5 này, à bước 6 này tạm để đây đã nhá. Bao giờ học đến bước speaking này, à bước listening này, cô sẽ hướng dẫn bước nghe làm thế nào để các bạn nghe tốt. Được chưa? Nó sẽ có từng bước một đấy, không phải nghe theo kiểu là như trước là chia động từ trong nghe xong rồi điền 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 đâu, không phải thế đâu. Không thành công được đâu. Thì bước này đến lúc nào đến bước này cô mới cho học nha. Chứ còn bây giờ chưa học đến bước này, cô tạm thời chỉ dừng ở bước 5 thôi. Thời gian đầu chỉ dừng ở bước 5. Được chưa? Nên mọi thứ cô dẫn đều có quy trình và cách thức. Bạn hiểu nhá. Được chưa? Nên phương pháp rất toàn diện. Đi từng bước một và cuối cùng là gì ạ? Không phải học từ vựng, không phải học ngữ pháp. Nhưng chữ tự vào trong gì ạ? Tự vào trong bộ nhớ sâu. Speak cho được. Vậy các bạn đã nhìn thấy quá trình của mình chưa? Nhìn thấy là cái con đường mình đi chưa? Mỗi một chủ đề như này, ngày hôm nay chủ đề cơ bản, xong cứ lên cơ bản, đang mất gốc thì cứ khiến những chủ đề cơ bản nhất của đời sống hàng ngày đã. Sau khi được tất cả những chủ đề đời sống hàng ngày rồi, thì bắt đầu mới để lên cơ bản, dần dần dần. Sau hết cơ bản đấy đến chuyên sâu. Thì các bạn học từng những từ vựng như thế, học từng chủ đề thì từ vựng bạn gì ạ? Ở các chủ đề khác nhau bạn đều nhớ được hết rồi, bạn hành được hết rồi, thì bạn đã giao tiếp được chưa? Hiểu không ạ? Nhưng mới đầu thì chúng ta học chủ đề nào chúng ta chỉ giao tiếp một chủ đề đấy thôi đã. Sau đó nhiều chủ đề ghép lại, tự nhiên chúng ta có thể giao tiếp một bức tranh toàn diện mọi thứ trong cuộc sống. Được chưa ạ? Nên điều quan trọng nhất của chúng ta là gì ạ? Phải gì ạ? Giao tiếp được theo ý muốn của mình. Và để giao tiếp được ý muốn của mình thì chúng ta phải có gì ạ? Các bước như này. Và khi chúng ta làm được tất cả các bước từ bước 1 đến bước 6 rồi. À đến bước 5 thôi nhé. Là phải động đến phát âm. Từ thôi đã phải động phát âm rồi. Nếu cô đọc là gì? Father. Các bạn đọc father. Khác nhau chứ. Đúng không? Cô đọc là girl. Các bạn đọc go. Cô đọc là gì? Get. Các bạn đọc get. Hiểu không ạ? Cô đọc cái cổng là gì ạ? Gate. Mình đọc là get. Cô đọc là late. Mình đọc là late. Sorry, I come late. Nhưng cô không thế. Cô đọc sorry, I come late. Hiểu chỗ này không? Đó, ngay từ từ thôi đã phải động phát âm rồi. Đấy là lý do vì sao gốc của tiếng Anh chúng ta muốn giao tiếp được thì chúng ta phải follow đúng quy trình này. Đi con đường nhanh nhất luôn. Toàn diện nhất luôn. Toàn diện tất cả mọi thứ, từ vựng ngữ pháp, tất cả mọi thứ nhớ đạt là tất cả mục tiêu của mình rồi. Nên là gì ạ? Không phải đi ui học hack não từ vựng mấy cái gì gì đấy, không phải chê đâu. Ừ, nó cũng tốt, nhưng nó tốt chỉ được từ vựng thôi. Nhớ từ vựng thì bạn mà bạn hiểu mang một đống gạch đút vào não ơi, có một đống đây để làm gì? Ra tiếp bồi thôi, bởi vì cái đống ấy vào có ngữ pháp được mà sắp xếp, hiểu không? Mà có ngữ pháp một đống này rồi mà gì ạ? Không thực hành thì ngữ pháp chết chứ làm gì đâu. Một đống vữa không chỉ là đống đổ lát mà. Nó chỉ có giá trị khi mà chúng ta gì cho nó vào xây với nhau, hiểu chỗ này chưa? Thế thì hôm sau cô sẽ hướng dẫn cho lớp mình. Thế thì lớp mình muốn học tuần mấy buổi? Sao cô xong phương pháp này đấy. Bạn hiểu con đường đi rồi gì? Đó, cô sẽ làm đúng theo phương pháp này đấy, không không cách thức nào khác. Nên các bạn đã theo cô là phải tuyên tuyệt tuyệt đối, chỉ cần theo những gì cô dẫn thành công, được chưa? Đừng có làm khác, không cần làm khác. Làm theo đúng các bước như thế thôi mà đi nó rất là nhẹ nhàng. Ô các bạn làm xong một thời gian đầu nó xây xây hơi khó tí, chứ xây quen rồi nghiện luôn, được chưa? Nó sẽ rất dễ luôn, nó không có khó đâu. Nhưng mà cái bước đầu mà cô dạy phần mất gốc nó khó đâu, không dạy dễ như các bạn học hello how you, I'm fine thank you and you đâu. Học như thế thì có mãi mãi mất gốc tiếng Anh,
mãi mãi rơi tới mấy câu cơ bản đấy thôi, hiểu không ạ? Thế là cứ lốc chỗ lốc chỗ lốc chốt thôi. Nhưng cô dạy là gì ạ? Mất gốc thôi, nhưng mà cũng nhiều khi là cũng gì ạ, nếu như mà gì ạ, không theo đúng quy trình từ đầu nhảy vào phát là trợn mắt ấy. Những người khác nhảy vào là trợn mắt, không theo đâu. Nhưng mà nếu theo từ đầu thì đã thấy nước đi từng bước một rất dễ, hiểu không ạ? Đó, thế là mất gốc của cô đầy thằng học IELTS rồi về cũng không giải thích nổi đâu, không thể học, không hiểu nổi. Nó cứ làm thôi, thực ra nó có hiểu bản chất, nhưng mà khi mà mình hiểu bản chất thì mình cảm thấy mình rất tự tin, mình tự tin mình chuẩn 100%, mà mình thích nói kiểu gì đấy là việc của mình. Đấy là phương pháp. Thế thì về phát âm thì thực ra là cũng phải song song cùng đồng hành cùng lúc, bởi vì là học từ học chương trình giao tiếp này là từ vựng cần luôn rồi, học từ vựng luôn rồi. Thế mà bây giờ chưa có phát âm thì lại lại đọc đọc theo kiểu cách của mình, cô đọc theo kiểu cô, các bạn đọc theo cách của bạn, mặc dù đọc cũng giống giống cô đấy nhưng mà nó không phải giống đâu, hiểu không ạ? Cô đọc là gate, bạn đọc gate, bạn đã đấy đọc theo cách của bạn mà, nhưng mà bạn chưa biết phát âm. Thế thì thời gian đầu chúng ta sẽ đi rất lâu nha, thời gian đầu mất gốc ấy, là đi khá lâu, nên dựng hết cái phần mất gốc level 1, level 2 và hết cái phần phát âm level 2 thì đi rất nhanh. Lúc đó ban đầu bạn hiểu như cảm giác bồ rùa bò ấy, đi bộ. Xong tiếp theo là gì ạ? Chạy bộ, viên cơ bản chạy bộ. Chạy bộ là bắt đầu tăng tốc chạy nhanh lắm, nhưng học theo kiểu học bồi, bắt đầu nhanh như ngủ như là gió, nhưng sau đó thì bắt đầu là gì ạ? Chậm 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 chậm, không dừng luôn, không thể đi được nữa. Cô hiểu có chút đâu nữa là mà đi, hiểu không? Nên cách của mình đi theo kiểu dạng ngược lại, cô rất thích đi cái kiểu ngược lại, nhưng ngược lại nó phải có lý do, nó phải có cách thức, nhưng phải tự nhiên đi ngược lại theo kiểu một cách ngu dốt stupid của mình đâu, hiểu không ạ? Đi lại đi ngược lại nó phải có cách khoa học còn thôi. Cô chuyên đi theo kiểu ngược dòng nước, tính cô thế mà, không phải tính thế đâu mà thực ra là cô hai vân rl nước ngược đấy, và nào học sinh chắc bên tay biết rồi. Vân sáng tạo cực đỉnh, không thích đi theo đám đông đâu. Cái gì mà mình đúng rồi, kể cả đám đông nghìn người đi đường kia cô vẫn đi đường này, chả cần biết. Đấy là tính cách của cô, nên là đấy là lý do ra cô sáng tạo ra nhiều thứ như thế, nên là cô dạy cô sáng tạo, nó không cô lớp nào giống lớp nào đâu, nó khác nhau nhiều lắm. Nó trình độ nào cô dạy trình độ đấy, mà cô đảo giáo trình theo trình độ của các bạn, nhưng mà cô dạy giống nhau lắm. Nếu mà có bạn học lớp này học lại rồi bảo ô thế thế chỗ này thật chưa thấy cô dạy, nhưng mà mỗi lớp khác nhau là cô dạy kiểu khác nhau, được không? Đó, thế giáo trình đồ án cô có cần đâu, cô giờ soạn giáo trình đồ án đâu, nhưng trong đầu hết cô hết rồi, hiểu chưa? Biến tướng hay như nào, ngắn dài như nào là do cô hết, được không ạ? Đó, thế thì theo tôi cô giai đoạn đầu nếu các bạn muốn học 4 buổi ok, nhưng mà sẽ dành 2 buổi phát âm cho đi cho nhanh, 2 buổi là phát âm, còn 2 buổi giao tiếp thôi, nhưng hàng ngày các bạn vẫn phải làm bài tập đi nhá. Còn nếu mà trụ được thì làm, còn không phát âm ấy thì về nhà rồi ít thời gian thực hành lắm, phát âm mỗi ngày chỉ 1 đến 3 phút thôi, 1 3 phút phát âm thôi, nhưng còn giao tiếp là mỗi ngày phải khoảng 15 30 phút, thường 15 phút là xong rồi đấy, nhưng phải làm được hàng ngày nhá. Có làm được không? Đấy, làm Dạ được thì tăng có buổi, không làm được là cô phải rút buổi, hiểu không ạ? Nào xin mời, nào có thì mỗi một có rồi, còn những mặt khác thế nào? ạ. Có Khi có hề hề đi kìa, có là phải chắc chắn ạ. Vâng ạ, em sẽ cố gắng ạ. rồi. Thôi còn chị Mỹ Linh sao? Vâng, em cũng theo được ạ. Rồi thế còn anh Kiên thì sao? Tham gia 100% năng lượng ạ. Rồi tốt nhá, 100% nhá, hứa nhá, hôm nay chốt rồi, lưu video rồi nhá. Đi video đấy xong rồi nhớ phải làm bài tập đầy đủ, được chưa? Mỗi một buổi đấy, mỗi ngày cô giao nó chỉ có tầm khoảng 15 20 phút thôi, không nhiều đâu đấy, phát âm 1 3 phút thôi, cứ thế mà làm là các bạn thành công, không cần nhiều. Học theo cô không phải hàng ngày cứ chạy ra khoảng tiếng để mà học tiếng Anh đâu, không cần thiết, được chưa? Cứ đi từ từ thôi. Riêng học tiếng Anh chúng ta nó là một mục tiêu bên cạnh mình, chứ không phải là mục tiêu để chúng ta đi một phát là hết ngay. Còn bạn nào có thời gian học cứ càng nhiều càng tốt, nó đi càng nhanh, nhưng mà tối thiểu nhất theo phương pháp cô nó phải mỗi ngày phải dành ra tầm khoảng tí khoảng 20 phút đến 30 phút như thế, được không? Đấy, còn ít nhất cũng phải có 15 phút gì, được chưa? 15 đến 30 phút là tuyệt vời rồi. Thế còn bạn nào có thời gian thì bỏ ra càng tốt, hàng ngày bỏ ra học thêm các thứ, làm thêm gì à? Làm thêm cần gì bảo cô sẽ hướng dẫn theo cách và tự mà học thêm ở nhà, được chưa? Bởi vì quan trọng là có người dẫn rồi, và dẫn rồi mình cứ đi theo cách đấy, tự làm theo cách đấy, được chưa? Cũng sẽ thành công. Thế thì tăng thêm 2 buổi nữa là 2 buổi phát âm và 2 buổi giao tiếp. Bao giờ hết phát âm rồi thì giao tiếp chúng ta chỉ cần hai buổi đâu, đến 3 buổi là cùng, không cần nhiều. Đó, nó như thế là đủ rồi và đi vẫn nhanh, được chưa? Thế thì chúng ta lịch học nếu 4 buổi thì 24 6 chủ nhật à? Hay như nào?
cho chẵn. Dạ, em thì buổi nào cũng được ạ. Thế cứ 24 6 chủ nhật nhé, buổi sáng thì chắc là chúng ta đều như nhau, rảnh được nhau. Được không? 24 6 chủ nhật giờ sáng. Thế có Dạ, chủ nhật em được cũng muốn ạ. nghỉ không hay như nào hay là Không, chứ không cần ạ. Buổi sáng này thì lúc nào cũng vẫn dậy đấy. nhá, thế dạy cho thành thói quen nhỉ. Còn ngày lẻ dậy làm việc khác. Dạy ông bài, đúng không? Dạy sớm ông bài. Đúng không? Mục tiêu đi dài đấy nhá. 24 6 chủ nhật, đúng không ạ? Dạ. Ok. Rồi thì học phí thì cô sẽ thông báo trên nhóm để cho các bạn là nộp trên đấy nhá. Được ạ. Dạ vâng ạ. Thì học phí thì lớp mình cứ đóng mấy tháng một. Tại vì là đóng lắt cắt tháng là ngại lắm. Chúng ta muốn tầm khoảng ít nhất là 2 tháng đến 3 tháng. Đấy Dạ để cho vâng. nó, bởi vì thực ra đó cái học phí là cũng là một phần để nó để các bạn quyết tâm đấy. Chứ không là không học phí là cái lời lấn cấn. Hiểu không ạ? Nên Vâng. là với lại đấy thì thông thường hay là đóng mấy tháng một ạ? Ừ, cho 3 tháng nhỉ. Rồi cứ 3 tháng 1 nhé. Dạ Sau đó vâng thì ạ. 3 tháng sẽ thành tròn một bình thường, thông thường là các lớp thì của cô là thường là 3 tháng 1. Đó. Rồi, thế thì các bạn cứ đóng theo 3 tháng 1 vậy. Ok. Thế thì hôm nay kết thúc ở đây nhỉ. Em Một cảm năm ơn bình thường là cô. chúng ta mấy giờ đi làm? Chắc là tầm khoảng 7 rưỡi à? 7 rưỡi đi Dạ. làm đúng không? Bây giờ là Dạ. đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đi làm là vừa. Ok. Thì buổi sau là chúng ta đúng giờ, hôm nay buổi đầu thì nó hơi mất thời gian một tí. Nhưng buổi sau thì đúng giờ thì có nếu quá thì quá 5 phút thôi. Thì các bạn thời gian nó thoải mái để còn chuẩn bị đi làm. Đúng không ạ? Đấy, khởi động năng lượng buổi sáng như này tuyệt vời rồi. Đấy, giọng cô nó đang khác dần đấy. Nó đang khác dần đấy. Bây giờ ăn sáng xong là nó khác ngay. Dạ. Được chưa? Dạ, cảm Ok, ơn rồi, xin chào cả cô. lớp. Ok. Goodbye, Dạ, see cảm ơn cô. you. Rồi, Chào xin anh chào chị, ạ. cảm ơn cô ạ. Dạ, chào À. cả Rồi. nhà.